cháu không dạy cháu là khi ra mắt gia đình nhà chồng tương lai ấy, là phải nói ít và làm nhiều à? Chị mẹ, trên đây là lịch quan hệ vợ chồng. Hôm nay tuy là đêm tân hôn nhưng mà là sống mà. Cô ta là chủ tịch á? Nào, ăn một miếng đi con. Mẹ, hôm nay có bạn gái con đến, con tự ăn. Ăn đi con, nào, ngoan. Đấy. Thằng Kiên nhà bác ấy, từ bé đến giờ chưa rời bác nửa bước. Mọi miếng ăn giấc ngủ hay quần áo của nó đều một tay bác lo liệu. Sau này cháu về làm dâu ấy thì cháu cũng phải chăm lo việc đấy đâu. Việc của cháu chỉ là chăm lo việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước thôi nhá. Dạ vâng ạ. Cháu biết là bác có mỗi mình anh Kiên nên là bác rất yêu thương với là chiều chuộng anh ấy. Nhưng mà đến bữa cơm mà cũng phải bó như này thì có phải là hơi quá rồi không ạ? Bố mẹ cháu không dạy cháu là khi ra mắt gia đình nhà chồng tương lai là phải nói ít và làm nhiều à? Gia đình nhà bác ý, là gia đình có văn hóa, có giáo dục. Con cái đều phải nghe theo sự sắp đặt dạy dỗ bảo ban của bố mẹ. Chưa kể con trai bác một tay bác chăm bẵm, bác lo lắng cho nó như thế, có gì là quá đáng, có gì là sai đâu. Dạ cháu xin lỗi bác, nhưng mà tại cháu thấy anh Kiên cũng 30 tuổi rồi chứ không phải là con bé bỏng gì nên là cháu thấy... Cháu thấy làm sao? Tôi nói gì sai à? Nếu không phải vì thằng Kiên ý, nó yêu thích cháu quá thì không đời nào bác chấp nhận cho cháu bước chân vào cái nhà này đâu nhá. Mẹ ơi! Vợ đây à? Lại đây xem nào. Kiên ơi! Mẹ dọn phòng xong rồi, con sang con ngủ đi nhá. Vâng, anh đi đây. Anh định đi đâu đấy? Thì anh sang ngủ với mẹ. Em ngủ mình nhá. Sao anh lại sang ngủ với mẹ? Hôm nay là đêm tân hôn của vợ chồng mình mà. Thì nói thật với em thì 30 năm nay ấy, đêm nào anh cũng phải nằm ngủ với mẹ. Với cả bây giờ ấy mà không có hơi mẹ anh ngủ cũng khó. Nên là em thông cảm cho anh tí nhá. Được không? Trên đây là lịch quan hệ vợ chồng của hai đứa. Tôi đã viết vào đây rồi đấy. Hôm nay tuy là đêm tân hôn nhưng mà là sống ngày. Nên thôi để mai hoặc ngày kia đi nhá. Còn bắt đầu từ ngày mai ngày kia trở đi thì một tuần anh chị quan hệ với nhau 3 lần theo những ngày tôi đã chỉ định trên đây. Xong việc ý, thằng Kiên nó lại về phòng mẹ ngủ nhá. Đúng là quá quát mà. Cô nói cái gì? Em biết là từ trước đến giờ anh có mỗi mình mẹ nên là anh hơi phụ thuộc vào. Nhưng em không nghĩ là đến bữa cơm mà anh phải để cho mẹ bón, rồi ngủ với hả vợ cũng phải để cho mẹ sắp xếp. Nếu mà như thế thì mẹ con anh ngồi ngay ngắn lên để cho em lại một lạy. Cô này, tôi nói cho cô biết nhá. Nhà tôi là gia đình văn hóa, gia đình có gia giáo, không bao giờ chấp nhận cái cô con dâu ăn nói bố láo sỗ sàng như thế đâu nhá. Dạ vâng, mẹ mà không chấp nhận ý thì gọi hung cố. Mẹ giữ con trai của mẹ lại mà để cho anh cai sữa. Bao giờ cai sữa xong ấy thì mẹ hãy nghĩ đến chuyện lấy vợ. Mày đúng là đồ con gái bố láo bố tét. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Cút. Mẹ không cần phải đuổi, cậu sẽ tự đi. Con chúc mẹ có thể sống lâu được để mà cung phụng con trai mẹ. Mày chuyện là như này. Ngay cái đêm tân hôn thì ta đã đi ra khỏi căn nhà này. Mày xử lý thế là đúng ấy. Cái loại đàn ông á, đến bây giờ còn chưa cai được sữa mẹ thì làm nên cái trò trống gì. À, và đây, đây chính là bộ sản phẩm mà hôm trước ta bảo đấy. Đây là bộ sản phẩm làm đẹp da đến từ thương hiệu nổi tiếng và uy tín Guhino, gồm 3 sản phẩm. Đây nhá, đây là viên uống đẹp da tảo sâm, gồm các dược liệu quý hiếm,
như là tảo xoắn spirulina, tảo lục chovela, glutamin kết hợp cùng với tinh chất cần tây, sâm tố nữ và collagen, có tác dụng làm sáng da, mờ nám và tàn nhang nữa đấy. Mỗi ngày mày uống cho tao 2 viên tảo sâm này kết hợp cùng với bôi kem chống nắng Rich Skin Sun Cream này nhá. Cái này giúp mình mà tránh khỏi ánh nắng mặt trời, tác dụng của các tia UV, tăng đàn hồi cho da để da trắng sáng, hết nám hết sạm. Đây, còn buổi tối trước khi đi ngủ thì mày mua cho tao cái kem Rich Skin Night Cream này nhá. Mày cứ trực tiếp trải nghiệm đi, nếu thấy tác dụng tốt, tao sẽ bảo với công ty cho mày làm nhà phân phối nhá. Rồi, tao cảm ơn mày nhiều nhá. Mà thôi, tao đi ra ngoài đây nhá. Vào đây con, không việc gì phải sợ. Ai thế này? Hóa ra là cô à? Dạo này trông cũng trông khá phết nhở? Chắc hôm nay đến xin việc đúng không? Tôi cũng không ngờ là sẽ gặp hai mẹ con nhà bà như này. Con ơi, hôm nay con không phải lo gì hết. Phỏng vấn hôm nay chỉ là hình thức thôi. Mẹ lo hết với chú Đình giám đốc rồi con ạ. Kiểu gì chứ trưởng phòng cũng về tay con, không như ai kia. Bố mẹ chả ra gì, thả con cái chạy rông ngoài đường như chó hoang. Ngữ này xin việc gì ai thèm nhận. Cười đi, rồi lát nữa cô sẽ biết ngay mà. Cái ngữ như cô ấy, làm sao mà so sánh với con trai tôi được. Mời bác với cả anh ra ngoài ạ, để chủ tịch phỏng vấn vị trí ứng viên cho vị trí trưởng phòng ạ. Tôi cũng muốn gặp chủ tịch một chút để chào một câu ạ. Vậy bác chào hỏi đi ạ. Đây là chị Trần Diễm My, chủ tịch công ty chúng tôi ạ. Cô ta là chủ tịch á? Đúng vậy. Và con trai của bà đã bị loại ngay từ vòng hồ sơ, nên là mời hai người ra khỏi phòng này. My ơi, mẹ xin con. Thôi, bà không cần phải nói nhiều nữa. Tôi không muốn tuyển một người mà chưa cai được sữa mẹ để nhận chức trưởng phòng của công ty của tôi. Tiện khách hộ chị em nhé. Điều kỳ diệu mang tên